Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Tai To sẽ review món đây, cá trạch này. Cá trạch nấu đậu đây và chuối. Có nước sệt sệt này, nước sệt sệt để ăn bánh tráng mình chấm vào nó sẽ ngon hơn. Quý vị nhìn cá trạch này. Nào. Nhìn cá trạch. Đã. Cái này mình cho thêm ớt vào. Ai ăn ớt cho thêm ít ớt vào cho nó nồng thơm. Và không thể thiếu được mẻ. Mẻ cho vào nó sẽ mềm, nhũn ra, đồ ăn sẽ thơm phức. Ai mời quý vị và các bạn thưởng thức với Tai To. Cá trạch nha. Đã rồi. Săn lắm. Nó như cá trình, nhưng cá trình là chưa đủ điều kiện để mua ăn. Ăn cá trạch thôi. Cá trạch là mình mua hơn 200 ngàn một ký. Nó tầm 250 lộn lại. Dao động giá như vậy. Ngon lắm. Thơm. Và còn cái nước này đây. Đây quý vị ơi. Nước này nha. Đây. Mình sẽ chấm bánh tráng này, mình xúc bánh tráng này à. Ngon lắm. Đã đời. Làm thêm tí tọc sống, dưa leo các thứ ăn kèm. Món này nhậu cũng bén mà ăn cùng với cơm cũng bén nhé cả nhà. Đậu này á, cái đậu này là mình mua nó đã chiên rồi, người ta đã chiên. Về mình sẽ đảo lại, chiên lại cho nó vàng hơn tí nữa. Rồi mình bỏ vào. Nó bùi bùi. Thơm. Nói chung là ngon nhức nách. Nhức nách cả nhà ơi. Nóng hổi không? Đuôi này, cá trạch đuôi này. Khúc đuôi này. Đã không? Đây. Review thêm cái đầu nữa. Nó khi mà nấu lên là nó sẽ vàng. Đã. Thịt nó săn, dai, không chê vào đâu được. Ở đây em chưa được ăn cá trình suối thôi. Bữa được ăn mà ăn được 1-2 miếng. Nó dai hơn cái này. Cho được người ta mời. Trời nóng này mà làm lon bia thì mát, mồi rất là bén. Quý vị thích ăn như thế này
hay làm như ta to này. Cá chạch, om đậu, chuối. Thành phần không thể thiếu mẻ. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem phần review cá chạch om đậu chuối của Tai Toa. Chúc quý khách thật nhiều sức khỏe và nhớ like, subscribe, chia sẻ cho Tai Toa nhé. Vâng, xin chào và tạm biệt.